Rồi bây giờ xin mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trương Nhật Phúc. Em năm nay 30 tuổi, em đang có công tác tại siêu thị Cup Extra, siêu Vận Hạnh. Quê em ở đâu? Dạ nói về quê em để em xin hát một bài, một câu hát nhỏ về quê em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắng lơ, nơi anh sinh ra có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Bến Tre hả? Dạ không, quê em ở Sài Gòn. Gì vậy? Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Kiều Anh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và đó cũng là nơi chôn rau cắt rốn của em. Hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh tại trường Anh ngữ ạ. Em dạy ngoại ngữ là dạy cho đối tượng nào? Dạ em hiện tại em đang dạy tại trung tâm thì em dạy tất cả các level luôn, từ trẻ con tới người lớn ạ. Phúc có thích học tiếng Anh không? Em cũng thích học tiếng Anh lắm mà tiếng Anh em nói thì không có có rành. Em nói vài câu với cô bên đó nghe thử coi. Bonjour, comment allez-vous? Cái tiếng Pháp anh ơi. Ồ vậy hả? Anh không rành, anh không biết tiếng Anh. Chơi nhau nữa ha, gây khó khăn khó dễ cho nhau phút đầu tiên ha. Được, giới thiệu cho anh nghe điểm mạnh điểm yếu của em đi. Thì điểm mạnh của em là người hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Bên cạnh đó thì em cũng thích nấu ăn và em cũng có khả năng ca hát một chút xíu ạ. Bây giờ hát tặng ảnh luôn cho anh sợ trời, anh tưởng của mình anh hát cây dừa hả? Dạ rồi. Ngày gọi tia nắng long lanh qua hàng mi, chờ nụ cười em vui lung linh trên phố. Ngày ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu màu xanh là em hồn nhiên. Nghe hát có vẻ rất hồn nhiên ha. Điểm mà mạnh là hát đó hả? Còn gì nữa không em gái? Dạ anh cũng biết nấu ăn ạ. Có khả năng thuyết trình, giảng dạy, nói chung là đúng sở trường và ngành nghề của em đó anh. Có điểm yếu gì không? Em thì không có được khéo tay cho lắm. Em thì rất là giỏi đưa ra ý tưởng. Có nghĩa là em bày ra thôi cho người ta dọn chứ em không có dọn đúng không? Dạ. Hay quá. Còn bạn trai? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì? Nói về ưu điểm thì em là người vui vẻ, hòa đồng, hài hước. Em không có tứ vô tường nên các bạn bè của em thường gọi em là Ngọc Thụ Lâm Phong. Cái gì? Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngọc Thụ Lâm Phong. Các bạn ý nói em là dễ thương, ga lăng, anh tuấn, tiêu sái, hào hoa, phong nhã, du lịch xuyên vũ trụ. Trời đất ơi. Yếu điểm của em là em rất là nhát, trật tự đám đông. À. Và nhát trong tình trường là em rất là nhát gái. Nhát gái. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự là em chưa có mối tình nào hết. Thiệt không? Dạ thật. Có sao nói vậy người ơi. Em có rung động trước một phụ nữ nào chưa? Dạ thường là vẫn chưa. Vẫn chưa rung động luôn. Có rung động với phái nam, anh nam nào chưa? Đối với phái nam á, em rung động theo cái kiểu là thích giỡn hơn. Ví dụ như vậy nè, chào anh. Hello, I love you. Đó, có cái dạng đó đó. Giỡn rất quen đó. Yeah. Nó thấm vô người đó. Yeah. Nhiều luôn người lúc đầu giỡn, sau đó thiệt á cưng. Bị xứ à. Không có rung động với người phụ nữ nào hết trơn hả? Trước đó là hồi đó em có rung động, em có thương một cô kia. Là mối tình em thương thầm thôi. Em có tỏ tình với cô ấy không? Dạ lúc đó là em không có dám nói. Không dám nói. Thương thầm cổ bao lâu? Dạ đó là cũng cả 10 năm đó. Cái gì? Chắc bây giờ người ta đã lấy chồng rồi. Sao giờ ta có mấy đứa rồi chứ đi lấy chồng rồi. Rồi vậy tình trường em thì sao? Em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nào nữa. Tại vì từ lúc mà học lớp 12 lên tới đại học thì em chỉ có học. Sau đó em đi làm thì em cũng có rung động với một vài bạn nam. Nhưng mà em cũng hơi ngại. Ra là em nghĩ là do duyên mình chưa tới thôi ạ. Hai cái cặp mày lạ quá ta. Anh qua anh coi bạn nữ coi làm sao mà. Dạ em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Tức là em có rung động rồi đúng không? Dạ rồi. Còn bên đây chưa rung động với con gái nè. Có bao giờ em nằm mơ em thấy người yêu của em hoặc là vợ em như thế nào không? Dạ em cũng có một cái hình mẫu dành cho cái người vợ tương lai của em. Nói nghe thử coi. Và cái tính tình người đó là hiền, dễ thương, lễ phép, hiếu thảo như là mẫu thân của em vậy đó. À. Hình dạng mà cái cô gái đó thế nào? Nhìn nghiêng thì nàng đẹp tuyệt mỹ. Trán môi miệng đường nét thật thanh tao. Phấn má hồng, gợi nét hồng hào. Nhìn môi nàng hao hao nàng bạch tuyết.
Dạ. Vậy là cỡ Bạch Tuyết lên đúng không? Còn cô gái sao nào? Bên đây sao? Thích mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em thì chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Có. Người thì vui vẻ, hòa đồng, quan trọng nhất là phải chân thành. Có được không em? Dạ. Có được. Bây giờ em định chừng nào em kết hôn? Dạ, nếu mà được thì mình kết hôn thôi. Em năm nay hoặc là năm sau, hoặc là khi nào mà đã chín mùi thì mình sẽ tiến tới kết hôn chị. Rồi. Dạ, em chào chị. Trời ơi, sao chào nhỏ nhẹ vậy cưng? Mạnh mẽ lên xíu coi. Dạ. Muốn vợ chưa? Dạ, thèm lắm. Cái biểu hiện nào của em là em thèm vợ? Tối ngủ trằn trọc riết à. À, trằn trọc riết à. Dễ đêm dài, thêm nhớ, thêm thương. Trời ơi, thơ văn quá ha. Sao trắng quá vậy, tối ngủ có dưỡng kem không? Dạ không. Bề ngoài giản dị đơn sơ mà trong nội thất nên thơ trữ tình. Trời ơi, trời. Văn thơ là một bụng hả cưng? Dạ. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Bạn ấy rất là dễ thương. Em nghĩ là bạn ấy tưởng tượng là rất dễ thương. Tại vì em để ý những giáo viên mà họ dạy tiếng Anh á, đó giờ em thấy đa số toàn là dễ thương, xinh đẹp không à. Khó nói quá, sao cái gì thấy cũng sao được chị? Hết mà sao trong chị? Người thấy cái gì nó. Chị cho em ý kiến đi chị. Bây giờ mình hỏi thăm người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ và hai bạn của em. À, có mẹ hả? Rồi, chào cô. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào chú Huyền Linh và cô MC. Dạ, chào tường. Cô. Dạ, chào cô gái. Cô gái thật xinh đẹp và đáng yêu lắm. Nói chung là đến với chương trình này rất là ngạc nhiên vì cháu đăng ký mà cháu không có nói trước. Nói mẹ tới mẹ giữ cho con. Thì Phúc mà mẹ thấy cô gái hôm nay rất là dễ thương. Nếu mà cháu có cảm mến với con của bác thì mong cháu cho Phúc một cơ hội tụi con tìm hiểu với nhau. Cảm ơn chương trình và cảm ơn MC Quyền Linh, cô Cát Tường. Dạ, rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị hai và anh của em ạ. Rồi, cho chị gặp chị hai với anh của em rồi. Em xin chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường, với em xin chào khán giả. Em tên là Kiều Nga, là chị ruột của Kiều Oanh. Chị nhận xét anh chàng bên kia như thế nào? Em trai này cũng dễ thương. Cũng hiền hậu, thấy cũng giống nhau. Nhưng mà nếu ấy thì hai bên có cơ hội thì để làm quen. Nhưng giờ hỏi thiệt thì đánh giá chàng trai này đó, có chuẩn men không? Chuẩn thì không chuẩn mà chắc cũng nhẹ nhàng vậy thôi. Không chuẩn nhưng nhẹ nhàng nhé. Ok, cảm ơn chị. Rồi bây giờ để phần đó cho hai bạn tự tìm thôi, hiểu với nhau nha. Chứ, hai bạn hãy tìm hiểu với nhau đi nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Anh gửi. Cảm ơn ạ. Dạ, đến đây thì em cũng có một cái game nhỏ để xem là anh Phúc trình độ tiếng Anh như thế nào. Không biết hồi đó giờ anh có đi học tiếng Anh ở đâu chưa? Anh cũng có đi học mà anh học chỉ sơ sơ thôi, căn bản thôi chứ anh không học sâu. À rồi, ok. Nhưng mà em có những cái verbs này, những cái động từ này nó rất là đơn giản. Để warm up trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thì chắc em phải nhờ chị Cát Tường, chị sẽ cầm giùm em ha. Em sẽ là người diễn tả hành động và xem anh có đoán được những cái động từ này không nha. Dạ, mình phải nói động từ đó bằng tiếng Anh. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ok, let's go. Ok, are you ready? Yeah. Ok. Một phút, bắt đầu. Sing. Swim. Good job. Right. Ok, go on. Run. Read. No, no, the other word. Like I and you. Speak. No, no. Communicate. No, the other word. Symbol. Tell. TT, but not tell. Talk. Yes, good job. Chưa hết phút nữa. Ổn không cô giáo? Chấm mấy điểm cô giáo? Dạ, cái này mới là test đầu vào, mới là level 1 thôi. Còn một những cái level phía sau nữa. Nếu mà cơ hội thì từ từ sẽ test sau. Thôi, bắt đầu chúng ta nói chuyện tình yêu các bạn. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy em là dễ thương hơn những gì anh nghĩ. Anh ngẩn ngơ luôn, anh không biết nói làm sao giờ nữa. Bản lĩnh đàn ông bộc lộ rồi đó. Mạnh lên, strong. Không biết thì ngày cuối tuần anh thường làm gì? Anh hay có đi chơi ở đâu không? Anh ít bạn lắm. Dạ. Thường như thiếu là rủ bạn đi uống nước nọ thôi. Dạ. Bạn không đi, anh ở nhà, anh chơi điện tử. Dạ. Rồi vô quan điểm tình yêu đi hai bạn. Em thì em đơn giản là chân thành, hòa đồng hoặc bác, chuẩn men, thích chơi thể thao thì càng tốt. Còn anh như thế nào? Thì anh cũng không có đòi hỏi gì đâu. Mình hiểu nhau, mình thông cảm cho nhau những điều trong cuộc sống. Anh cũng thích chơi thể thao lắm. Mà từ lúc đi làm giờ không có cơ hội để chơi nữa. Giờ riết giờ anh bị béo phì rồi. Bây giờ anh nghĩ là em phải chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình ha.
thông qua một cái lời tỏ tình nào đó, một bài hát nào đó, em tiến tới, em nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy, em nắm tay cô gái ấy, thử xem bản lĩnh đàn ông tới đâu. Rồi, mời em. Ready, action. Vậy anh sẽ hát tặng em một ca khúc trong bài Túp lều lý tưởng của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túm lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh. Chưa có thấy tình cảm gì chứ á. Nắm tay thấy sao em? Tay trắng quá. Tay trắng hả? Mềm, đúng là giáo viên tiếng Anh. Đố em dám hùng cổ á. Em hãy giúp anh để anh tỏ ra cái bản lĩnh của đàn ông đi, nói vậy đi. Ok. À, hôn má thôi. Rồi ok. Hồi nãy là mới là hung để đo cảm xúc, bây giờ mới bấm nút hung thiệt nè. Suy nghĩ thật kỹ nha. Lúc này là lúc cần phải nghiêm túc để đưa ra quyết định của mình nha. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay dứt khoát mạnh mẽ, hung lại một cái cho nồng nhiệt coi. Rồi giờ bấm nút rồi đó. Báo cho em biết là cô gái bấm nút lúc chị Tường chưa đếm. Thôi bây giờ nè, nói với chị Hai trước đi. Có chị Hai, anh Hai kìa. Dạ, em chào hai anh chị. Dạ, nếu mà có cơ hội tiến tới sâu hơn nữa sau này, em sẽ hết mức yêu thương em. Rồi xin phép không? Cho em xin phép được không? Vậy đừng nói hen.